Nhưng mà M1 hình như là nó không sát được rồi. nhưng mà M41 viên vào đầu thì lại còn tí máu. Đéo chết luôn. Thì mini là súng bắn xa mà. Ê, Súng bắn xa bây giờ là mini phải đặt hơn. to hơn. Nếu nó sửa thì chỉ có đạn 7 là cái khẩu nào đạn 7 một viên đầu chết hết. Không mũ. Không mũ. Không, không mũ thì súng nào thì chết luôn anh. M4 nó Không quyền mũ. chết mà. Không mũ, nếu mà dính một viên thì còn một máu em ạ. Thế luôn Nó à? trừ 99 rồi, chứ không phải Thế là chết luôn. M4 luôn trừ 99 cay. Hồi xưa nó sửa mà, nó sửa mà. Nếu chúng một viên vào đầu bằng đạn 5 Đúng rồi, M4 trừ 99. thì Tất cả trừ các 99. em đều trừ 99 luôn. Phải đeo Thế cay trừ rồi. một nhầm. Cứ tưởng anh tí quay ra bắn. Hoặc là anh Long ạ. Anh, mình có góc trời Bên rồi. này có đầu súng không? Ngoan. Có đô ra bắn đéo giật tí nào luôn, sợ thật. Thường vãi thề. Chắc cho trường không AP ra bắn. đô ra luôn. Bảo là anh làm Để 3 khẩu luôn. Anh cũng làm chấu. ăn Đấy, khẩu đấy của anh là khẩu AUG. AUG. À, AUG nhầm rồi. Ở đây AUG cũng thế, AUG có giật đâu. Ở đấy anh Việt nhảy xuống bắn. Anh nhảy xuống không bật ngắm luôn à? Nhảy xuống phát Đấy, là cậu đứng ở đấy đấy êm mà. luôn. Chưa hiện tâm luôn là anh đã giết nó rồi. Cậu đấy êm mà. Ông cháu bên cạnh chưa hiểu gì, quay ra quay vào lại mình tìm lốt. Anh cũng không nghĩ là có tận hai thằng, anh chỉ nghĩ là có một thằng. Đây đây em nghĩ một thằng, em bắn một thằng yếu vậy liền. Thì mày bảo yếu thì anh mới nhảy. Không anh nhảy vì anh bị điên. Chính em bảo anh và anh Việt nhảy 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 xuống đi. Em bảo anh Việt nhảy xuống đi, đừng ngay bên đây là yếu lắm rồi. Bắn được thương vừa vui thế. Cửa cốc tám tí lần sau mở 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 cánh mở rộng anh đây. Ai cánh nào nhỉ? Không có đấy, anh tưởng nó ở đấy đã không có đết còn lăm lăm thấy cái thấy hai một đầu cái súng, g hai đầu ở đấy em xin ai em xin một đầu hai đầu ở chỗ cấm luôn nhé. Anh Việt bắn sao được đó hai đầu ngon in một đầu ngay xin hai băng đạn nhé. Uầy, bò về đảo kìa. Thì chỗ có thuyền không nhỉ? Để gì cũng có. Giữ anh xe lần nhé. Thế vừa loot hai nhà xong chạy đi chỗ khác thấy nhà nào mở hết cửa luôn. Vậy đài tốc độ. Em xin cái chiếc bát nhé. Uầy, anh tí đã ở đâu anh Viễn ở đây rồi. Uầy, chiếc bát này. SR này anh Viễn đây. Anh có SR rồi anh mới để. Xin chiếc bát thôi. SR rồi có rồi. Là lấy lượt cốc 8 này. Anh có cốc 6 à? À đây anh có cốc 8 à? Đã đích đưa cốc 8 cho anh Long. Nhưng vì lúc nãy thì anh thấy lỗi không đưa cho anh Long. Anh đưa cho em vừa rồi. À, check bắt vào trong nhà trường vừa nhảy ra. Đúng rồi. Rồi cốc 8 đây, đây 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 lấy đầu lòng luôn. Đầu lòng đây luôn. Yeah. Nhìn cái đầu anh chất đâu. Được anh. AK Silent, anh Việt bắn Silent không? Đéo đưa Silent anh bắn lại rồi. Có cái gì anh? Ừ. Ok rồi. Ôi, trận này sao mình nhặt, à mình bắn đạn 5 thằng nó nhặt được nhiều bom thế. Bằng đít, bằng đít, bằng đít. Nhặt 6 bình nước to, 6 bình nước nhỏ, 2 quả nết, 3 quả phẩm. Hay dư bằng đạn không? Hay dư bằng đạn không? À mình có 150 viên ạ. Thảo nào. Đạn 5 thì vậy mà, đây rồi. Em đi tìm thứ đã 150 viên bắn ai ơi. Anh 130 viên. Bắn ai không chết luôn. Anh kiếm viên đấy.